Ngay bây giờ mời quý vị hãy đến với thế giới của sức khỏe và làm đẹp qua chuyên mục Cẩm Năng Làm Đẹp. Huỳnh Ngân rất vui được gặp lại quý vị khán giả. Thưa quý vị, khi mà chúng ta không hài lòng với diện mạo của mình thì quý vị sẽ có những giải pháp nào? Hoặc là chỉnh sửa hình ảnh thật kỹ trước khi đăng tải lên mạng xã hội, hay là trang điểm thật là kỹ trước khi gặp gỡ đối tác. Và có vẻ đây đều không phải là những lựa chọn, những giải pháp hoàn hảo. Vậy thì đâu sẽ là giải pháp tối ưu? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị chuyên gia rất là quen thuộc trong lĩnh vực làm đẹp. Xin được giới thiệu bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Và bên cạnh đó, cô gái rất là xinh đẹp ngồi bên cạnh Huỳnh Ngân xin được giới thiệu, đó chính là chị gái của chuyên gia trang điểm Hùng Việt. Xin được giới thiệu chị Kim Anh. Dạ, bác Lợi ơi, đầu tiên chắc là Huỳnh Ngân sẽ trò chuyện với chị Kim Anh một chút ạ. Chị ơi, theo như Huỳnh Ngân được biết, mình là chị ruột của một chuyên gia trang điểm. Thì theo chị, trang điểm có phải là giải pháp tối ưu để mà chúng ta che đi những cái khiếm khuyết trên gương mặt của mình hay không ạ? Em trai của mình là chuyên gia trang điểm Hùng Việt. Thì mình cũng rất được rất là nhiều lần là em trai mình trang điểm cho mình. Nhưng mà trang điểm thì nó cũng là một cái cách để mà mình làm tôn lên vẻ đẹp của mình. Nhưng mà theo thời gian tuổi tác thì nó có những nếp nhăn, cái đường với sệ, có những cái đau đầu, thì trang điểm nó cũng không là cách giải pháp mà che giấu được hết cái khuyết điểm đó. Em trai mình nó tư vấn cho mình, nghe nói có cái phương pháp mới tâm chỉ 2 lớp để cho nó cải thiện được cái làn da của mình, cái theo tuổi tác thì nó cho nó trẻ hơn. Chị ơi, nghe chia sẻ của chị xong thì em xin được mạo muội hỏi một cái câu. Đó là không biết năm nay chị bao nhiêu tuổi à? Mà lại nhặt năm nay chị 44 tuổi. 44 tuổi. Dạ, thật sự nếu mà không hỏi là Ngân chỉ nghĩ khoảng 30 mấy thôi. Nhưng mà chắc là trước đó da chị có những cái dấu hiệu mà làm cho chị cảm thấy không hài lòng. Chị có thể kể sơ lại được không ạ? Đúng rồi, lúc trước là mình có nặng. Bên này là có râu rộng. Sâu. Rồi cái da thì nó chảy xệ xuống. Thì nói chung là mình cũng không hài lòng lắm. Nhưng mà cũng chưa có cái phương pháp nào mới cho nên mình cũng chưa làm. Nhưng mà có thì mình mới quyết định đi làm. Như vậy là chị đã thực hiện phương pháp là căng da 2 lớp. Đúng rồi. Dạ, và không biết là bác sĩ Phan Hiệp Lợi có thể chia sẻ nhiều hơn về phương pháp mới này được không ạ? Cái phương pháp mới này đó là của Bệnh viện Hiệp Lợi sáng tạo ra và đã thực hiện trên rất nhiều người cho kết quả rất thành công. Hiện tại là các cái phương pháp mà dùng chỉ nâng mặt bằng chỉ đó thì du nhập từ Hàn Quốc á, thì tôi thấy rằng là nó không giải quyết được vấn đề căn cơ của vấn đề da mặt trễ xệ ở người lớn tuổi do lão hóa. Đây là một cái phương pháp mà tôi suy nghĩ làm sao mà bệnh nhân mà khi mà đến á, giải quyết được những vấn đề yêu cầu về trễ xệ mặt mà không cần phải dùng những cái kỹ thuật lớn như hồi xưa chúng tôi hay dùng là phẫu thuật bằng phương pháp cổ điển, tức là giải quyết phần cơ trễ xệ là một. Thứ hai là kéo cái da thừa lên, giải quyết phần da thừa và mở thừa. Thứ ba là chúng ta hút phần mở thừa và kéo phần da lên. Thì đó cũng là cái mục đích cuối cùng, cái tiêu chí cuối cùng, mục đích mà đạt được trong căng da mặt hở, tức là căng da mặt cổ điển. Thì bây giờ với phương pháp căng mặt deep lớp, tức là 2 lớp của chúng tôi đã thực hiện ở bệnh viện chúng tôi và cho kết quả rất là tốt. Cái cuối cùng của cái phương pháp này là gì cũng đạt. Cái tương đương là giải quyết được phần cơ, giải quyết được phần da thừa và mở, tức là trả lại cái tuổi thanh xuân nhưng mà không cần phải mổ lớn, đỡ lại cái công việc rất là mau lẹ, không sưng nhiều, bệnh nhân không phải chịu một cuộc mổ lớn. Một phương pháp phẫu thuật sở chỉ rất là nhẹ nhàng và chúng ta tiến hành là gây tê nhẹ thôi, do đó là có thể áp dụng trên những người mà lớn tuổi rồi có cái bệnh nền, ví dụ như là tim mạch, tiểu đường, vân vân. Thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ về trong ngày.
Như vậy là một cái thông tin quá vui luôn dành cho những ai đang mong muốn là cải thiện những cái phần da trùng nhão trên gương mặt, vừa khắc phục được cái sợ, đó là sợ mổ hở, rồi vừa khắc phục được là có những cái đối tượng mà sẽ không thể thực hiện những cái cuộc đại phẫu, thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến với giải pháp này. Nhưng mà hiệu quả như bác nói thì nó lại không hề thua kém so với lại phương pháp là căng da mặt truyền thống. Dạ, một cái thông tin vui như vậy. Và không biết là đối với bản thân người đã từng trải nghiệm phương pháp này là chị Oanh, thì chị có những cái cảm nhận ra sao về cái diện mạo của mình hiện tại? Nó đã có những cái đổi khác như thế nào và chị có nhận được lời khen ra sao không ạ? Từ ngày mình căng da đến về tới nay á, mà mình rất là hài lòng với cái diện mạo mới của mình. Mà nói chung là mình ra đường á, ai cũng khen hết. Ai cũng khen, lúc này cũng trẻ là 5-6 tuổi hết. Cho nên là mình rất là hài lòng về vấn đề về cái căng da mặt. Xin được cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay chia sẻ một cái thông tin quá vui dành cho tất cả những quý vị nào đang có mong muốn thật sự là trở nên đẹp hơn. Nhưng đôi khi cái túi tiền không phải lúc nào là cũng có thể thỏa mãn với cái mong muốn của mình. Nhưng ngày hôm nay thì bác Lợi đã chia sẻ là cái mức phí đang có những cái ưu đãi rất là lớn tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Còn với bản thân chị, sau khi thực hiện căng chỉ 2 lớp tại Bệnh viện Hiệp Lợi thì chị có thể chia sẻ cái quá trình hồi phục hậu phẫu, nó có mất thời gian không và có đau đớn không? Sau đó chị đi làm việc lại trong bao lâu ạ? Nói chung là mình làm cái phương pháp này về thì nó cũng không có đau gì lắm. Chỉ có là mất khoảng 2-3 ngày là mình dưỡng thôi. Còn ngoài ra trong vòng 1 tuần thì mình có thể đi làm được. Không có ảnh hưởng gì tới công việc của mình hết. Cho nên là mình rất là hài lòng về vấn đề này, về căng chỉ này. Một phương pháp quá là tuyệt vời như vậy, có thể nói là một lựa chọn rất là hiệu quả dành cho những ai đang có mong muốn lấy lại thanh xuân, có một cái làn da căng mướt, mịn màng. Thì quý vị đừng quên liên hệ trực tiếp với Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi theo số điện thoại 097-236-2316. Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến Bệnh viện Hiệp Lợi ở địa chỉ 128-130 đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.